Mình chào quý cô bác anh chị và mọi người cùng tiếp tục quay trở lại với gian hàng thiện nguyện trên kênh của em Huân. Thì bây giờ cũng cận Tết rồi thì em Huân cũng xin phép là sẽ được chia sẻ nhiều cái video quảng cáo hơn để các bác cùng biết về gian hàng. Tại vì là cũng có rất là nhiều bác mới theo dõi kênh thì cũng chưa biết, nên là em Huân tiếp tục giới thiệu với các bác các sản phẩm đang bán ở trên kênh. Đầu tiên thì em Huân có sản phẩm đó là dao đực và dao cái. Đấy, con dao cái này thì bao gồm cả vỏ bao, lưỡi dao thì làm bằng nhíp ô tô các bác nhé. Đấy. Nói chung là về các cái thiết kế thì đây là chuẩn của bà con người Mông ở trên này, rèn thủ công luôn. Mà mất khoảng tầm độ 3 tới 4 ngày thì mới hoàn thiện xong được 1-2 con dao đâu các bác ạ, nó không nhanh đâu. Đấy, bởi vì là rèn thủ công chứ không phải rèn bằng máy các bác nhé. Đấy, đây là con dao đực này các bác có thể sử dụng là chặt xương, chặt gà, nói chung là con này là chuyên chặt, phù hợp với các bác làm bếp nhiều hơn. Đấy, đấu ở đây thì Môn có thêm sản phẩm là mật ong rừng và mật ong hoa bảo hà của nhà Azo này. Đấy, các bác nhìn cái mật ong thì các bác đủ biết cái chất lượng của nó như nào rồi. Mật ong hoa bạc hà thì nó có màu hơi ánh xanh nhá các bác nhá, màu vàng hơi ánh xanh chứ không phải màu xanh hẳn đâu ạ. Màu xanh hẳn thì em cũng không biết đánh giá là cái mật đấy là mật như thế nào, nhưng mà cái màu chuẩn ấy là cái mật màu vàng ánh xanh khi mà mình soi đèn. Và em Huân còn có thêm sản phẩm đó là măng rừng. Đây là măng nứa rừng này. Đấy, một túi như này là 1 kg các bác nhá. Cái này thì phù hợp với các bác sử dụng trong cái dịp Tết này để ninh xương này, hay là mình xào với miếng. Còn xào miếng thì em cũng có luôn cái măng xé nha các bác nhá. Cái măng xé thì phù hợp hơn để xào miếng này. Đấy, ngoài ra em có thêm các sản phẩm như mắc hén, hạt sồi, những cái gia vị gọi là thuần túy của bên Tây Bắc rồi. Và một cái nữa ở trên kênh, duy nhất một kênh hiện tại em đang bán đó là cao Atiso. Cái này thì có tác dụng là giải độc gan này. Đấy, giảm lượng đường trong máu, điều hòa huyết áp. Thì các bác mua một miếng này là một lạng này, có thể sử dụng trong vòng khoảng từ 3 tới 4 tháng. Đấy. Thế nên là cái này rất là tốt luôn. Mà hiện tại là gia đình em cả mẹ với cả bố em cũng đang sử dụng cái này luôn các bác. Ở đây thì em có thêm cả chè san tuyết cổ thụ. Cái này là chè mà gia đình em tự sao luôn. Đấy, mặc dù là cái hình thức các bác nhìn có thể là nó không được đẹp, tuy nhiên là cái nước chè rất là xanh. Và đây là cái chè mà trên 100 năm rồi. Mong các bác ủng hộ để em có thể sớm mua được bò cho Azo. Tại vì là quảng cáo nhiều thì các bác cũng nói em là em bỏ thiện nguyện đi để em làm quảng cáo bán hàng đi. Nhưng mà thực ra là em cũng không muốn như vậy đâu các bác. Em chỉ mong muốn là làm sao có thể là nhanh nhất có thể là hỗ trợ cho Azo. Tại vì là Azo rất là đáng thương luôn. Đấy, từ những ngày đầu tiên gặp là các bác cũng thấy hoàn cảnh rất là khổ. Bởi vì nhà cửa thì bây giờ tan hoang hết. Thanh niên 34 tuổi mà chưa lấy được vợ là một trong những cái mà phải gọi là rất là khó khăn ở trên vùng cao này rồi các bác ạ. Các bác đi mua hàng có thể liên lạc với em Huân qua số điện thoại là 0382666822. Em có sử dụng cả Zalo, Viber, và các bác có thể nhắn tin qua bên fanpage của kênh đó là A Huân TV ở trên Facebook ấy. Và em có để đường link ở phía dưới phần mô tả, các bác thì ấn vào, nếu không thì sẽ có những cái page người ta mạo danh như này như kia thì rất là khó. Còn bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi video. Mình chào quý cô anh chị và mọi người cùng tiếp tục quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Như các video trước em cũng đã chia sẻ về cuộc sống của cụ mình cũng như là cái hoàn cảnh ấy, thì cũng đã được các bác yêu quý và hỗ trợ những khoản tiền để mà làm nhà. Thì hôm nay thì em có hẹn đội thợ là 4 giờ chiều vào trong cái chỗ nền nhà để mà đo nền nhà. Hiện tại là đang là 12 giờ trưa thì em cùng với em Túng đang ở trên này để mà lên thăm ông bà, bởi vì là cái thời tiết nó mưa ấy, nên là cũng lo ông bà ốm, anh em lên đây thăm. Rồi bây giờ đang cố gắng là di chuyển ra ngoài kia để kịp giờ gặp anh em thợ để mà tiến hành đo đạc cái nền nhà cũng như là xem cái phương án thiết kế cụ thể nhất để mà có một cái phương án chu toàn làm cái ngôi nhà cho ông bà cụ mình. Đấy, thì cũng rất là cảm ơn các bác đã gửi tiền cũng như là những cái phần quà yêu quý đến hoàn cảnh của cụ mình bị các con bỏ đuổi ra khỏi nhà ở cái túp lều, thì cũng đã nhận được sự yêu thương đến từ các bác. Đấy, thì em cũng báo tin luôn với cả cụ là bây giờ là anh em người ta, cái người làm nhà ấy, người ta đã đến ngoài kia rồi. Đấy, báo cho cụ biết là có người làm nhà người ta đến, làm chỉ mấy hôm nữa là xong rồi. Dạ vâng. Đấy, báo với cả cụ bà, cả cụ ông. Vâng. Dạ chi thế này tài. Ông Hải à, nhì là cho à tôn chủ à, hôm nay nó chơi nhì là tôi nhắn đào to là. Dạ là. Nó xin hình mà. Lão nung mà thế, lão nhỏ thế thế. Lão nung hạt tàu nhỏ. Lão xin thế, lão nung là tàu nhỏ. Ủa, cái này khải tiệt quá. Sẽ xài chứ mà. Xài xài chứ mà. Quên đi mà sẽ xài chứ. Ủa, lão nung là tàu nè. Lão nung là tàu. Đấy, bà cười rất là vui luôn. Nhìn ông bà vui, rất là thích luôn các bác ạ.
Thì sáng nay anh em mình vào đây cũng có trò chuyện với ông bà là khi mà được nó là nhiều tiệt thần tao nét tao một nhóc kiểu mà nó xì bút tròn nút tròn tròn nút mà nét tao một nhóc kiểu đó ở nhóc chế chan mà nó che luôn bà mặc áo mà các bác gửi cho này, ông cũng mặc áo mà các bác gửi cho này. Tuy nhiên là ông bà thì rất là sợ bẩn cái áo này, thế nên là thường thường là mặc hơi dài ngày một chút các bác. Với cả là ông bà lớn tuổi không có nước nữa, mấy nữa ra ngoài kia ở thì có em Túng em Nô phụ giúp rồi giặt quần áo tất cả mọi thứ rồi thì ông bà sẽ có cuộc sống ổn định. Là chưa cảm thấy có ở đâu hả? Mình chưa là giờ lúc còn xem mà thì lúc họ trông mình trên nhà nó chính chay 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 ông đã ông bảo chưa ông bà ý của ông bà là mình nếu xây cái nhà ấy thì cái cửa đừng có để chứa vào cái không biết ở trong đấy người ta bảo là cái núi đúng không, có được thẳng vào cái núi đúng không, không có nghĩa là gọi là một cái đám ma một đám ma. Cụ mình chắc vẫn còn nhớ tại vì là cũng rất là lâu cụ không ra phía bên ngoài đấy rồi. Vâng. Thì em bảo cụ yên tâm đi, không lo đâu. Ừ, ở trong nhà ở ngon lành luôn, không có gì cả. Mà tí nữa hết trong này. Mà tí nữa hết trong. Tí chín, ui mà tí chín ra có dễ đá. Ê, do là đám ma. Cái hòn đám ma. Hòn đám ma. Thì cái này là cái tín ngưỡng mà các bác, tại vì là người lớn tuổi mỗi dân tộc hay là mỗi con người đều có một cái tín ngưỡng riêng của mình, vậy nên là mình cũng không thể trách cứ được, bởi vì là cái tín ngưỡng của người ta rất là nhỏ, có khi là cả năm thì người ta cúng một con gà chẳng hạn. Đấy, còn nó không như một số hộ là quá là mê tín, là nhà có con gì là cúng con đấy rồi các bác ạ. Vâng. Cái nào là cái tín ngưỡng thì anh em mình rất là tôn trọng, còn cái nào là cái mê tín ấy, thì cái đấy mới là cái phải bài trừ. Vâng. Đấy, để cuộc sống của bà con còn đi lên hơn thì thôi bóng bà là ở nhá, mưa gió các thứ giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị vào ở nhà mới thôi nhá. Nè, nhớ mà nhà thơm mù vò nó tao nhá, chả chua chua chỉ trong mà nhớ sinh khi chỉ gió nó thì to nhá, mùi nhớ che chia lo cái công việc bảo là ông bà là cứ giữ gìn sức khỏe đi, mấy nữa chị rơi vào một tuần thì được ở luôn rồi. Ông bà cũng rất là vui. Chắc là anh em mình sẽ di chuyển xuống phía bên dưới nền nhà đã để đi hộ thang ba một tiếng đấy các bác, thì để anh các anh ấy đến, anh các anh đỡ phải đợi ấy. Vâng. Tết một lớp, 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 mời các bác theo hành trình của anh em mình tiếp tục di chuyển theo con đường huyền thoại đi lên đi về cái nền nhà của ông bà cụ. Thực sự là nhìn ông bà vui, anh em mình cũng vui lây các bác ạ. Vâng. Như là cả cuộc đời mà bây giờ gọi là cái tuổi quay lại cái thời mà thời trẻ là thời trẻ con ấy. Vâng. Đấy, bởi vì là lớn tuổi không làm được gì mà lúc bé thì lại không biết làm gì. Vâng. Đấy. Thì bây giờ là có nhà mới rồi, ông bà rất là mừng luôn, thì anh em cũng mừng thay. Thì cái đoạn đường anh em mình cũng quay rất là nhiều đấy, các bác cũng hiểu cái con đường di chuyển lên trên này rồi. Thì anh em mình sẽ dừng máy quay và sẽ đi đến đấy và sẽ tiếp tục ghi hình và đưa ra phương án cụ thể về cái ngôi nhà của ông bà cụ mình. Thì thưa các bác, sau khi di chuyển từ trong nhà cụ mình ra thì anh em mình đang đứng ở chỗ cái nền nhà rồi. Thì anh em thợ cũng ra đến đây luôn. Anh em cẩn thận nhá. Bom mìn. Có bom.
Đây bây giờ là cái chỗ đất này là cái này ra đây. Đó, thẳng từ chỗ cái gốc cây kia đi vào chỗ cái hốc này. Vâng, cái chỗ cây kia. Bắt đầu từ đây đúng không? Đấy, trong hốc này luôn. Một cái nhà gian chính là 20 mét vuông. Đấy tận ngoài kia luôn này. Nhưng mà chắc nhà nó không tới ngoài đấy đâu, cho đấy được mấy mét đấy. Năm mét rưỡi kiểu đấy thì là 5-4-20 thì mình được một cái nhà 20 mét vuông rồi. Với cả một cái trái bếp nhỏ nhỏ thôi. Đủ được đặt từ hai cái kiềng với cả có mái để mà cho sau này mình sẽ là lối đi lên đây đúng không? Vâng, lối đi là cái này là cái lối bên cái bệ bên này. Bếp mình sẽ làm ở đây này. Bếp mình sẽ làm ở đầu này. Làm bếp đầu này. Đúng rồi. Nó nghĩ là cái bếp liệu có cho vào cái hốc này được không? Nhưng mà đấy là lối lên. Đấy, lối lên từ đây vẫn phải đập bỏ hai cục đá này đi mà. Thì em đang bảo bây giờ cái chỗ đá này này, người ta đang lấy công rất là cao, người ta không chịu làm ấy. Vì người ta đập mấy cục này người ta thấy khó quá ấy. Thì em đang tính là làm luôn cái sàn bằng cái ván ép ấy. Thì để anh em mình sẽ tiện hơn chứ không bây giờ vận chuyển vào đây nó cũng xa, xong là vật liệu nó lại đắt nữa. Sàn. Thì quan trọng bây giờ là cái công quan trọng của mình bây giờ. Khoan đá. Công đá mình phải khoan. Sau đấy là mình kiểu gì mình sẽ phải mất ít xi. Vâng. Để mình làm cái chân cột. Vâng ạ. Để nó cố định cái chân cột. Bởi vì như cái địa thế này thì nó thật làm rất là ghê. Nó cũng nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà nó cũng cái chỗ nào bấu rồi cái chỗ nào. Đó. Đây theo anh thì mình sẽ làm một cái sàn ở đây. Bếp mình cho ở đằng kia là hợp lý hơn. Bếp đằng kia. Bếp ở cuối nhà nó hợp lý hơn. Bởi vì khi vào đây nó là cái cửa chính của mình thì mình để một bếp đây thì nó không hợp lý. Là cái bếp mình sẽ để bên kia đúng không? Đó. Ở cái dẻo hết, cái dẻo đằng sau đấy. Mình tới từ đấy ra đây là sàn. Sàn nó đâu mình sẽ... Tức là cái bếp ấy. Cái bếp ấy, nhưng mình lấy cái chỗ nào bằng nhất. Sau đó mình đổ một ít thấp xuống, be lên. Đấy thì là hợp lý nhất. Còn cái này thì làm sàn thì có hợp lý không anh? Chứ bây giờ mà bảo đập đá ra thì cái tiền công nó quá tội. Vì hôm qua bảo là cái tiền công là 4 triệu rưỡi là nguyên tiền đập mấy cục đá này để săn phẳng chỗ này ra, nhưng mà người ta không làm. Đấy thì bởi vì khi mình đã lập, mình gọi là quay thành một cái nhà rồi ấy, thì kiểu mình làm cái sàn ván ở đây nó không ảnh hưởng cái gì cả. Mình làm sàn ván tức là chạy xương sắt giải ván lên vẫn bình thường. Đấy thì hôm nọ em cũng tính toán là đúng là phải làm cái sàn ván thì mình sẽ đỡ tốn công rồi. Đấy. Thì xi thì mình sẽ sử dụng ít thôi, vừa giải cái bậc thang lên cho ông bà, xong là bên kia thì mình làm cái bếp thôi. Đấy, mình đỡ phải còn tất cả phần trong này nhá, tức là như này. Cái chỗ này mình sẽ dựng nơi bắt đầu sàn và mình sẽ gối trực tiếp vào đây, nó chỉ cách cái mặt đá này bấy nhiêu thôi. À đúng rồi. Cái chỗ cái cách cái khoảng cao nhất này khoảng một chút thôi đúng không? Dạ ok. Bởi vì khi mình nằm ván này nó cái hơi của đất này bốc nó cũng không ảnh hưởng gì. Nó không như nền xây. Tại vì cái ván đen thì nó chắc mà. Đúng rồi. Tại vì hiện tại là nhà em Huân cũng đang sử dụng cái ván đen kia nên nó cũng rất là chắc chắn các bác. Chỉ sợ là cái kiểu mà nó dính mưa nhiều thì mới lo thôi, chứ còn mình đã có mái che rồi thì không vấn đề gì. Còn về quay ấy thì anh tư vấn cho em xem là cái mình mà quay xung quanh bằng cái ván ép ấy thì liệu nó có hơn là cái tôn. Em nghĩ thì là cái tôn nó cái sẽ tôn. Hơn. Nói thật ở ẩm thấp này mình nên quay bằng tôn. Đấy, mình sẽ làm một cái nhà tôn. Đấy, một nhà lắp ghép bằng tôn. Vâng. Còn những cái quay ván nhé thì nó phải chỗ phải thoáng. Chỗ phải thoáng thì mới được. Như cái địa thế này thì... Cái thời tiết nó không ẩm đúng như ở đây. Mưa hầu như nó mưa phùn nó bay vào bắn là không được. À không. Đúng rồi. Mưa phùn là biết là... Ở đây là thường xuyên rồi, mưa phùn luôn. Đấy thì cái nhà quay tôn hết thì nó sẽ là cái hợp lý hơn. Đúng rồi. Thì 20 mét vuông nhà này cộng với 20 mét vuông mặt sàn. Đấy, mái tôn tường xong là để chế thêm cái máng này để hứng nước cho ông bà luôn. Đấy, bởi vì ở dưới này có nguồn nước thôi, tuy nhiên là mình cứ có vẫn hơn đấy. Ừ, mình sẽ đón một bên mái này. Đấy. Bên này không? Để nước ở trên này. Đấy, đón ở phía bên đằng sau đấy.
thì cái nhà này thì thực ra là nếu mà mình làm bởi vì cái địa thế này ấy, cũng không làm được cao lắm. Là nghĩa là chỉ vừa tầm để ở thôi, tại vì là chỉ có hai ông bà thôi mà. Hai ông bà mình làm cao nó chỉ có mấy mét rưỡi thôi. Vâng. Cao quá mà nó trùng chảy. Nếu ví dụ như dưới bằng kia thì có thể mình sẽ lên 3 mét 3 mét 3 là tới mặt kèo. Đây mình cũng hạ được xuống. Hạ xuống cho bể. Tại vì ông bà ở thì nó cũng không cần phải cao quá đâu. Đấy, em nghĩ là nó chỉ cần vừa tầm là ok. Vì ông bà cũng lớn tuổi rồi. Ông năm nay là 82 tuổi rồi anh. Ông là 82, bà là 77 tuổi. Gần cuối đời rồi, bây giờ mới tìm chỗ để làm nhà. Đau đầu con cái. Các con đuổi ông bà ra được 12 năm rồi mà. 12 năm ông bà là toàn ở lều ở lán nhá. Những cái chỗ này thì đây mình sẽ bắt đầu là khi mình làm đây này. Bệnh viện mình sẽ căn tới đây. Mình sẽ căn từ cái chỗ này. Từ chỗ này đi vào. Đấy, cái chỗ này xong rồi là mình mua ít gạch. Xong rồi làm bậc cũ đấy. Là bước ở đây bắt cái cửa mình mở ở đây luôn. Vâng. Thì là 20 mét vuông thì em nghĩ là hợp lý rồi, tại vì ông bà lớn tuổi rồi mà. Mình đặt vừa cái giường xong à. Có khi là hàn thêm cho ông bà một cái tủ sắt nữa để đựng đồ là ok. Chứ còn như hôm nọ là bảo là làm ở trong kia thì gần mấy đứa con ấy thì cứ mang gạo vào là nó lấy. Đấy thì cũng khó là bây giờ là làm luôn ở ngoài này, nhưng mà nếu mà làm ở trong kia thì chắc chắn em nghĩ là cái tiền công vận chuyển vật liệu nó còn khủng khiếp hơn một cái tiền làm nhà luôn. Mình nghe đây mình mặc dù đây thôi chứ thực ra từ ngoài kia vào đến đây mẹ xe nó không vào được, mình đã chết rồi. Xe này là chỉ có xe hai khối, nhưng mà xe hai khối mùa này là đang làm quặng rồi nên là người ta không có chạy khác. Đấy, thì chắc lúc đấy là phải chở bằng ấy thôi, chở bằng cái xe cải tiến. Ê Tùng ơi, anh kéo cho em phát từ đằng cái chỗ cái mom đá lên cho. Chưa đến đấy đâu anh ạ. Đây thôi. Không, đất ở đây thôi. Đây thẳng đây là đổ ra là đến đây đúng không? Bên này thì thoải mái. Bên này thì cứ đi sang kia một tí được mà. Bên này thì thoải mái không vấn đề gì. Một mét. Cái này mình bếp là quá hợp lý rồi. Cái chỗ này nó làm mà hứng nước luôn hứng luôn. Vâng. Đây là có thể là cái chiều dài này. Mình lấy cái chiều dài chiều rộng từ đây để mình gối ở đây. Dạ, yeah. Mình gối được ở đây. Còn cái kia là có thể mình tức là mình làm cái dọc cái chiều sâu này. Sau kia là bếp luôn thì nó hợp lý hơn. Vâng. Đây hơn nữa là cái chỗ này nó bằng, mình nói thật là để mình làm cái bếp nó dễ hơn. Bởi cái bếp mình không thể làm bằng mặt sàn được rồi. Đúng rồi. Nó sẽ phải âm xuống. Nhưng mà âm xuống là như này, mình không thể làm được trên sàn lắm. Thì khách xuống dưới này cũng được. Đấy, đúng rồi. Đây đúng không? Đấy là. Đấy. Bếp thì đây được mà. Bếp thế này mà to. Còn từ kia ra kia, cái chiều này mình sẽ lấy kia. Em hiểu không? À, anh đang tính là làm một cái gian bếp có kèm với cả gian nhà thôi đấy. Nó là cái trái ra. Cái trái cái em ở cái mái nó đưa ra đấy. Mái nó đưa ra xong hai cái cột ở đấy. Vẫn quay vào bên vách hoặc đằng kia cũng không phải làm cửa đâu, mà chỉ để mồi niêu thì cũng chả mất được đâu mà. Quay một bức vách ở đây thôi. Chặt cái chỗ gọi là nấu nướng ông bà thôi. Vâng. Để ông bà ngủ kia. Không, nhưng mà em vẫn không tính làm chung thôi. Nghĩa là cái nhà vẫn riêng. Đúng rồi. Vách bếp vẫn riêng chứ. Nó không chung với cái nhà. Nhưng không cần cửa che, không cần cửa. Vâng, không cần cửa. Đây nhá, đây để anh nói chú hiểu nhá. Đây là cái sàn của anh, nó sẽ đến đây, hiểu chưa? Sàn là bưng vách của anh là nó đã đây như thế này. Đây là cái nhà chính đúng không? Nhà đúng chính rồi. Là hất từ đây sang bên này đúng không? Đúng rồi. À, đấy. Còn đây là cái bếp. Tức là làm sàn mình chỉ làm cái chiều sàn ấy, mình chỉ làm ra đây thôi. À, chỗ này mình sẽ đổ đất vào, cái tôn mình sẽ quây riêng nó ra đây. À. Xong một cái bán mái ra đây. À. Bởi mình sẽ làm một cái mái đôi như chưa? Đúng rồi, em hiểu. Mình làm một cái mái đôi như vậy. Đấy thì là cái cửa. Cửa rồi mình quay ngang này nhé. Mái như này hay là như này? Mình sẽ quay như này thôi. Mái như quay ra đằng này hay đổ ra mặt đường, lấp ra mặt đường hay là ý là mái là như này. Vâng. Hay là như này.
Đó. Em đang nghĩ là như này đâu, này, cái xoay bên trong này. Bà như này đi. Đó. Đấy thì lại cửa ra đằng đấy. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì cái đằng nào đường đi ra bên đấy thì cửa ra bên đấy mà. Ừ, đốc. Đốc nhà, đốc nhà. À. Được, lối y này thì là được. Đây này, nhà, này nó phải quay như này. Đó, rồi quay nóc như này. Đúng rồi, đúng rồi. Quay nóc như này. Ờ, đấy để mình có che lan trái bên bên bếp này luôn. Thứ nhất là che lan trái, cái thứ hai là vào cửa, nó phải vào giữa nhà, nó không phải vào đầu gối nữa. À, đúng rồi. Quên mất. Nó phải vào đụng, nó vào giữa nhà, chứ không thể vào đầu gối được. Đấy là mái thì mình phải quay như này. Thì vẫn được. Nói chung là đấy là do mình bố trí thôi. Vâng. Anh làm nhà em thì em yên tâm. Gọi là cái sàn gọi là 20 m². Vâng. Bếp tính riêng. Đúng không? Vâng. Sóng. Thôi để anh em muốn anh vào đi cụ thể để tính toán vật liệu. Đường hơi xa một tí các bác ạ. À. Ai các anh đi từ sớm nay cơ. Bây giờ cũng gần Tết rồi, còn mấy bữa nữa Tết thôi nên là cũng phải gấp gáp một tí. Anh chắc còn nhiều công trình đọng á. Có mà. Cố gắng hỗ trợ cho ông bà sớm sớm hơn, là được giải quyết sớm hơn. Anh làm đêm mấy ngày hôm nay rồi? Làm đêm ạ. Ừ. Đấy, sáng nay lúc chú gọi ấy là cái lúc đấy là 7:30 bao nhiêu? Vâng. Xong anh lắp xong cửa cái là về thôi, hai anh em mà thôi. Cường đi sớm về chiều làm nhưng cuối cùng. Hỏi nhà cụ mình ở đâu mà chỉ qua mẹ cái đồi này nữa thì nó không hiểu thế nào ấy. Không xa mà. Bình thường mà em đi là đấy, khoảng 3 tiếng đồng hồ là mới đến được bên trong đấy. Thì hôm nay đi nó không mưa, hai hôm nữa dễ đi ấy. Có bom ấy. Bếp ở phần này sau này nhé. Bếp có thể là một quay như này. Đó, để tí tôm đuôi ra đây thôi. Còn đây chỗ này là nó là cái bách ấy. Vẫn là vị trí. Chỗ này mình đua một tí thôi. Còn đây là cửa vào. Cửa này. Đúng cái lưng này luôn. Máy đúng hướng này luôn. Nói thế chứ khi nó đã định hình vào rồi mình khoan bim nữa. Cái lúc đấy thì chắc chắn phải dùng máy nổ. Đấy. Máy nổ thì sẵn rồi. Đấy, chuyển máy nổ. Cái máy khoan đá rồi, cái máy khoan và cái mũi đá này mới ấy này mới khiếp này. Máy khoan bê tông để bim sắt đóng thôi. Khoan bê tông thì có chẳng biết có khoan được đây không á? Có. Được, khoan đá, khoan đường đá.
Đấy, thì em mà mình sẽ cố gắng là gia cố nó rất chắc, nó cẩn thận. Trong dưới là đổ mình mất ít bột đá, đổ xây với cái chân cột vào. Chân cột xong còn bậc thang này nữa, cái này thì chắc chắn là vẫn phải gọi được. Bột đá thì chắc có khi là mua lại của bà con ở trên này cũng được. Đây này còn đây mấy nhà trên này là nó sát. Đây này, chỗ này nữa này. Đó. Để nó sát bột đá xong còn thừa ấy thì mình mua lại luôn, xong chở mỗi xi vào thôi. Đấy, chở mỗi xi vào. Nói thật là vật liệu thì cái hôm mà mình chở sắt thép các kiểu vào đây ấy thì là mình vứt luôn xi các kiểu vào. Nhưng mà vấn đề là xe hai khối nó không chạy thì bây giờ anh em phải tính có phương án là kéo bằng xe bò. Đấy, xe cải tiến. Xe bò mà lôi từ Yên Minh vào đây là cả một quá trình. Không, nhưng mà nghĩa là em bảo xe thì vẫn lôi đến trên kia xong mình hạ sau ấy. Đúng không? Xe mình vẫn lôi đến ngoài đầu đường vào xong rồi mình hạ sau. Em thấy như thế là hợp lý hơn. Không mà lôi được chiếc cua nữa. Còn lôi được Yên Minh lên thì cũng khó. Xe bò nếu mà ấy là, thì từ dưới kia lên đây chắc chắn là mình phải thuê xe thùng. Đấy, thuê xe thùng lên xong là mình... Thuê xe thùng thì vứt cả xe bò đấy. Đó. Đó. Thì xong rồi sau đến kia thì mình kéo vào thôi. Phải vứt cả xe bò vào thì mới vận chuyển được vào đây. Không thì chả có cái đường nào đi vào. Bởi vì đi vào nhé, đến đoạn kia nhé, xe là không đi được, tại vì là cái đá nó chảy ra ngoài quá, nó cua ấy thì không lọt được. Vâng. Vì đường này là đường bà con tự đổ chứ không phải là đường của nhà nước đổ. Thế nhưng là nhà nước hỗ trợ xi cho bà con tự đổ nên là theo cái quy chuẩn thì nó không đủ chuẩn hết đâu. Cái vách đá, cái là cái đường mặt đường thì vẫn đủ rộng là 2,5 mét, nhưng mà cái đá ở bên cạnh nó chảy ra bên ngoài này mình không đi được. Anh thì đi xe thùng vào đến ngoài chỗ ủy ban. Đấy, ngoài xã trong là chắc là chỗ kéo xe bò này. Kéo nó chỗ nào mà không lái được xe máy nữa thì kéo bộ. Mách tả ly kia chỉ có kéo bộ qua thôi. Kéo xe bò mà trượt xuống đấy thì nó lôi cả người. Vì con đường này kéo xe bò nó cũng hơi khó ấy chứ. Nhiều đoạn cua gấp mà nó hẹp quá, nếu mà nó rộng rãi thì có thể là ở đi cố đi qua được. Đấy. Hôm tối về xong bắt đầu là anh nó anh tính toán vật liệu. Tính vật liệu xong rồi có thì anh tới đi. Anh đâu đây? Chú Ni quá chán này. Chú này tại mình vẫn đi phải dù lấy chứ không gì cả. Ủa bây giờ anh em mình phải... Tức là anh em cũng túc tắc di chuyển đi về thôi. Đấy, bây giờ về đến nhà thì đến muộn rồi các bạn. Thì chắc là cái phương án em đưa ra là như vậy và anh em có thể là thống nhất và làm luôn để ông bà có cái nhà trước Tết, chứ bây giờ mà phá đá thì nó cũng rất là khó. Còn mua ở chỗ đất khác thì em cũng chia sẻ với các bác rồi đấy, hay cái mảnh ở phía bên kia cái chỗ cái búi rơm ấy, cái búi cây cỏ ngô ấy là 150 triệu nhá, chứ không phải 25 triệu đâu. Nếu 25 triệu thì em sẽ mua ngay chỗ đó rồi đấy. Còn cái chỗ trong này, cái chỗ mà có mấy cái cây lanh này để xe máy đấy các bác đấy, cái khu vực này hiện tại là người ta đang để là 120 triệu. Đấy, chứ không có cái giá rẻ mười mấy triệu như thế này đâu. Đấy, còn chỗ này nó đá quá, người ta không thể ở được nữa rồi thì người ta mới bán được cái giá đấy. Còn bà con ở trong này thực sự là người ta mình cũng không biết là phải nói như thế nào nữa cả. Đấy, thì phương án là như vậy, rất là mong là các bác sẽ bình luận góp ý ở phía bên dưới để em luôn có thể hoàn thiện được mọi thứ. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình cũng phải di chuyển về sớm rồi. Đấy, tại vì giờ cũng khá là muộn rồi, giờ gần tối mà các bác. Đấy, xin chào và gặp lại quý các bác anh chị và mọi người ở trong những số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào.